Chúng tôi cảm thấy rất là nan giải đối với bạn Bùi Văn Quang. Chúng tôi rất chăn trở khi phẫu thuật cho ca này, bởi vì nó khó có thể đạt được một kết quả hoàn hảo. Các bạn này chúng tôi gần như bế tắc. Chúng tôi cảm thấy rất là nan giải đối với bạn Bùi Văn Quang. Bạn đã trải qua một số cái cuộc phẫu thuật trước đây và những cái phần xương của phần hàm trên của bạn ấy gần như tiêu mất hết. Đấy, cả cái ekip phẫu thuật của chúng tôi rất là đau đầu để mà tính toán để làm sao mà bù trừ được cái khoảng khuyết hỏng đó. Mà dù có bù trừ bằng cái việc ghép xương và chỉnh hình lại cũng không thể bù lại được cái phần mà khuyết hỏng xương đã mất của bạn này. Đây là một cái khó khăn, một cái thách thức đối với cả ekip phẫu thuật của chúng tôi. Chúng tôi rất chăn trở khi phẫu thuật cho ca này, bởi vì nó khó có thể đạt được một kết quả hoàn hảo. Đấy, giống như những trường hợp khe hở môi vòm khác, dù nặng đến mấy chúng tôi vẫn còn có cái con đường để chúng tôi còn có thể tìm ra được lối thoát. Nhưng bạn này chúng tôi gần như bế tắc trong những cái giây phút ban đầu và đang cố gắng để tìm ra những cái giải pháp tối ưu nhất, và hy vọng rằng là với cái việc giải pháp cuối cùng là ghép một cái khối xương lớn ra phần tiền hàm của bạn ấy sẽ bù trừ được cái khoảng khuyết hỏng do cái khối xương mà ngày xưa khi phẫu thuật chỉnh hình hàm của bạn trước đã bị mất đi rồi. Và chúng tôi sẽ cố gắng để làm những cái gì tốt nhất để có thể là bù trừ được cái khoảng khuyết hỏng xương đó. Có thể kết quả nó không được hoàn hảo, nhưng cũng ít nhiều cũng sẽ tốt hơn rất nhiều so với cái trước phẫu thuật. Tôi vẫn rất là hy vọng rằng là với những cái kỹ thuật mà chúng tôi áp dụng có thể vẫn giải quyết được với bạn Quang, dù không có được hoàn hảo 100% thì ít nhiều chúng tôi cũng giải quyết được 80% kết quả hoặc là những cái biến dạng của bạn ấy. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chúng tôi.